còn nhiều mới lại không ta? Nóng, khá là nóng. À, thì hôm nay còn nấu nồi cơm, một đĩa đậu, một ít canh cá. Đó. Bây giờ mình sẽ ấy cơm vào cho cậu. Cơm của mình khá là ổn. Đó, đây là cơm nè các cậu. Trời ơi, lũ rùa này khốn nạn thật sự. Đi đâu đây ạ? À, lên trường trời nắng này của mình. Ngon quá à. Đây là món đậu, đậu nhiều thịt nha các cậu. Các cậu sẽ thấy là nó có cả một ít mộc nhĩ trong này nữa, một ít nấm nữa. Đó. Đây. Lọt của bác đấy. Đậu vào bác cho nó độ đúng cước. Có. Ngại. Từ ra ngại biết. Trời ơi. Cơm. Nó có hình mà mình cũng chửi nó vẩu quá. Chẳng chắc là hôm nay nó đến với tao ngày cái đầu nữa. Mày đấy. Ừ, nó canh nữa. Mình rất là hên canh luôn. Mày mày cốt là cái gì nhỉ? 2.500 được, thế là còn lửa rồi. Ngon quá rồi không? Đừng cần cái này nữa. Lấy cái đi mới hơn. Hôm nay có mỗi mình ăn cơm nhà các cậu. Mày bắt là cơm gì à? Cơm thì bữa bữa đây như này. Ăn phải nhiều cái thêm mà không ai ăn được. Em cầm. Khá là buồn. Bữa đấy cái lửa nó lên ra ngoài cầm cái chảo dí vào nó đổ phụp á. Thằng bé cay. Thế thông báo ngày cuối đâu? Cái nhóm em vừa bảo ngày ngày cuối mà. Nhóm á? Nhóm nào? Nhóm lớp. Nhóm lớp thì nó bảo là bao giờ chuyển được Huế. Hôm nay ngày cuối rồi, không biết các cô lên các cô đã không muốn chuyển rồi. Chuyển hết ngành ở đâu nữa, mấy thằng mấy cái ngành thì đông kinh khủng luôn, mấy ngành chẳng học sinh. Như bảo bây giờ điện điện tử ấy, có 3 cái thằng à? Một lớp. Có thằng nào chung lớp không? Kiểu mà chung với nhau. Em học thì cái đúng rồi. Sang với nhiều gái. Ớt, có ớt. Hai bạn lớp em có học sinh. Đậu có ớt chưa cậu? Đang học cùng xứ. Đây lý do cái thằng chuyển. Chuyển luôn em, chuyển sang lớp rồi. Ừ, chuyển đôi sang rất nhiều gái cục, nhìn cái gì đấy. Có con đi Ducati Mini. Về. Em sang chứ, mà một cái thằng bạn đấy. À, cứ là con bạn được. Ừ, ăn hết luôn. Chuyển thách màu 2. Thôi, màu quá à. Cốt sư phẩm cộng với là cái cốt Tava. Chuyển thách ăn hết được hay rồi? Ăn hết bình thường. Thôi, đừng ăn nữa. Không nuôi đâu. Không, mày cơm 3 bữa anh nuôi được. Thật con mèo không nuôi được không? Ngày nó cứ 30.000 nó ăn tắt vãi. Khá là ngon các cậu. Thật đẩn ha. Chú mua được ăn. Không có khải đâu rồi. Thì em nói 600.000. Có về rồi đấy, nó không làm nữa. Thì em nói 600.000 lại đó. Bảo lãi à, em bảo lãi à Sơn. 600 tiền gì nhỉ? Sơn ơi em bảo lãi à. Còn nhớ tin nhắn ngay không đấy? Máu quá à? Thật sự rất là ngon luôn các cậu. Xong rồi đây em ơi. Em là... Ok anh, chờ đến nhá. Tuy canh hơi nhạt. Anh ăn nhạt. Mình ăn khá là mặn nên là chắc là như vậy. Ngon đấy, rất là ngon. Ok anh em nha. Bỏ ra
Thì đây ăn mình nhiều cà chua các cậu. Mình sẽ ăn được photo shop một kiểu. Gì đó? Cười á? Lấy sao mà để ở đây hả? Lố lăng. Khá ngon luôn. No, mất tiêu rồi, từ đây. Thì video của mình sắp kết thúc rồi. Nếu các bạn thích thì nhớ like, xem, subscribe cho mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you. Bye bye. Hẹn gặp lại lần sau.